tin chúng tôi vừa thực hiện. Cuối giờ chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến chủ trì cuộc họp trực tuyến ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố với các sở ban ngành địa phương để chỉ đạo tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Hôm nay, Đà Nẵng ghi nhận 180 ca mắc COVID-19, trong đó có 152 ca chưa cách ly. Quận Liên Chiểu là địa phương ghi nhận nhiều ca mắc nhất trong ngày với 94 trường hợp. Một số chuỗi lây nhiễm có nguy cơ cao được ghi nhận trong ngày liên quan đến công ty Matrix, công ty Thuận Phước, đường Võ Trường Toản, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà. Trong ngày, thành phố đã điều trị khỏi 87 bệnh nhân COVID-19, hiện còn điều trị trên 1.190 trường hợp. Tính đến nay, thành phố đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho hơn 966.000 người và mũi 2 cho hơn 881.000 người. Quận Liên Chiểu đang là điểm nóng về dịch. Qua điều tra truy vết, hiện trên địa bàn quận có 565 ca F1, trong đó 434 ca F1 của công ty Matrix. Quận đang tiếp tục điều tra truy vết các ca mắc liên quan. Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp hiện đang phối hợp với địa phương và doanh nghiệp triển khai công tác phòng chống dịch. Theo đó, thống nhất tại công ty Matrix sắp tới dừng hoạt động 7 ngày với 4 block. Các block khác chưa có ca mắc thì làm việc theo 3 tại chỗ. Với các khu vực nghi ngờ thì các công nhân thực hiện ai ở đâu thì ở đó và xét nghiệm PCR. Với phân xưởng chưa ảnh hưởng vẫn hoạt động nhưng phân luồng, nhất là chia nhỏ dây chuyền, đảm bảo phòng dịch và cam kết phối hợp xét nghiệm toàn bộ công nhân 3 ngày trên một lần. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến nhận định tình hình dịch bệnh phức tạp, mức độ nguy cơ cao khi số ca cộng đồng và ca có nguy cơ lây nhiễm chiếm tỷ lệ lớn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ghi nhận, thời gian qua, toàn bộ hệ thống chính trị đã trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Tuy nhiên, vẫn chưa nhận định chính xác tình hình dịch bệnh nên số ca mắc tăng cao như hiện nay. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các quận huyện có ca mắc quản lý chặt khu phong tỏa. Đề nghị là lãnh đạo các địa phương cũng như đơn vị, chúng ta xác định nhanh nhất cái khu vực phong tỏa và tổ chức thực hiện nghiêm cái việc phong tỏa. Trong đó có cái phần là tuyệt đối những người ở trong khu phong tỏa thì không ra ngoài. Không phải nói rằng là vì thích ứng cho nên là khu phong tỏa thì cho đi ra đi vô. Rất thì thôi đừng làm phong tỏa luôn. Đã làm phong tỏa rồi thì khái niệm đâu có khái niệm là thích ứng rồi là không phong tỏa cho đi ra đi vô. Đâu có ai hướng dẫn nó đâu. Cho nên là đề nghị địa phương chúng ta thực hiện nghiêm túc cái việc phong tỏa và đánh giá quản lý chặt các cái vùng mà chúng ta đã xác định là cần phải phong tỏa thì chúng ta phải thực hiện nghiêm. Còn lực lượng để làm các địa phương huy động tối đa các nguồn lực, tất cả hệ thống chính trị của mình để tổ chức phong tỏa một cách tốt nhất. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp chỉ đạo các doanh nghiệp xét nghiệm theo kế hoạch. Còn về công tác điều trị F0 tại nhà, đề nghị các quận huyện, trừ quận Liên Chiểu triển khai sớm việc điều trị F0 tại nhà trên địa bàn.